Xin chào bạn, chào bạn quay trở lại kênh Thuyền Máy Tính. Video này tôi sẽ dẫn các bạn là cách vào chế độ Fastboot Mode của con máy Huawei i7 Play 2018 nhé. Tôi sẽ vào cài đặt vuốt xuống hệ thống, hủy này, bách, giới thiệu điện thoại Huawei i7 Play 2018 nhé. Vào chế độ Fastboot Mode thì chúng ta có thể up Chrome hoặc các cái gì cài cái gì mà bạn muốn để xem tình trạng của con máy nhé. Để thực hiện thì đầu tiên ta phải tắt nguồn và kiếm cho mình một cái dây USB cắm thẳng vào máy tính nhé. Vì cái đó thì ta sẽ sử dụng luôn mà, đúng không? Ta sử dụng vào Fastboot, sử dụng máy tính luôn. Bây giờ tôi di chuyển sang máy tính. Rồi chúng ta sẽ chuẩn bị một cái dây USB này cắm thẳng vào máy tính nhé. Bây giờ ta giữ tổ hợp phím, giữ phím giảm âm lượng, rồi cắm cáp. Giữ giảm âm lượng nhé, volume down. Và cắm cáp Insert USB. Đó, máy sẽ vào luôn chế độ Fastboot Mode. Đây này. Bây giờ ta sẽ kết nối với máy tính và thực hiện theo nhé. Đây, phone đã bị lock, FRP lock. Đó. Bây giờ để thoát thì ta rút cáp ra và dí nguồn tắt, dí nguồn lâu. Khởi động lại. Ôi, vừa rồi là mình vừa dẫn các bạn cách vào chế độ Fastboot Mode của con máy Huawei i7 Play 2018. Chúc bạn thành công, quan nhớ like, chia sẻ video, đăng ký kênh của mình nhé. Chào bạn.